Để bốn đồ vật này trong ví, xác định nghèo bền vững, làm mãi không giàu, tiền bạc đội nón ra đi. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn quay trở lại chương trình Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy học, ví tiền là một trong những cái vật dụng quan trọng có tầm ảnh hưởng đến tài lộc, vận mệnh cũng như là con đường công danh sự nghiệp của chủ nhân. Tại sao có những người làm quần quật, vất vả ngược xuôi mà vẫn nghèo sơ nghèo sát, tiền chỉ thế ra mà chẳng thế vào? Ngược lại, có những người không cần phải quá lo tâm khổ tứ mà tài lộc vận may vẫn cứ ùn ùn tìm đến như thác đổ. Các bậc thầy phong thủy cho rằng mấu chốt có thể nằm ở cách mà bạn sử dụng chiếc ví tiền của mình. Có bốn vật dụng dưới đây được cho là những thứ xui xẻo phá tan tài lộc của chủ nhân. Nếu phát hiện ra mình đặt bốn thứ này trong ví thì đừng hỏi tại sao bạn cứ làm mãi mà vẫn cứ nghèo sơ sát. Một là ảnh gia đình. Nhiều người có thói quen để ảnh gia đình trong ví để nhắc nhở bản thân luôn cố gắng phấn đấu để kiếm được thật nhiều tiền chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy thì điều này không hề tốt. Bởi lẽ cái hình ảnh về những người thân trong gia đình khi mà để trong ví tiền ấy, sẽ khiến cho trường khí bị nhiễu loạn, dễ bị phân tán và làm giảm cái sức thu hút tiền bạc và sự giàu có cho chiếc ví. 2. Không để biên lai, hóa đơn trong ví. Một số người tin vào tâm linh thì biên lai ấy, hoặc là hóa đơn thanh toán ấy, là đại diện cho số tiền mà các bạn đã tiêu đi. Nếu thường xuyên giữ chúng trong ví tiền của mình thì sẽ không tốt cho tài vận. Chúng là cái nhân tố sẽ kích thích nợ nần ngày càng tăng cao. Do đó, bạn không nên giữ những loại giấy tờ này trong ví tiền dù là trong một thời gian ngắn. Loại bỏ những giấy vụn, hóa đơn hay là thẻ ghi nợ trong ví, chỉ giữ lại tiền và những cái loại giấy tờ quan trọng để tăng cái diện tích cho các nguồn năng lượng tích cực chảy vào trong ví tiền của mình. Các loại giấy tờ như hóa đơn thanh toán, hóa đơn thẻ tín dụng hay là bất kỳ cái thứ gì đại diện cho ghi nợ hay là chi tiêu, giấy vụn, gói kẹo hay thẻ thành viên đã hết hạn hay bất cứ cái gì mà không có giá trị sử dụng thì nên được loại bỏ ngay ra khỏi ví. Các bạn chỉ nên giữ giấy tờ thiết yếu và luôn giữ cái ví tiền của mình trong cái tình trạng có tiền, vì đó chính là cái biểu hiện của sự giàu có. Thứ ba, tránh để quá nhiều thứ linh tinh trong ví. Quý vị thân mến, vì cái sự tiện lợi nên nhiều người có thói quen là cất nhiều cái đồ đạc trong ví. Chẳng hạn như là điện thoại này, móc chìa khóa, giấy ghi nhớ vân vân. Tuy nhiên, cái điều này cũng tương tự như việc bạn để quá nhiều rác trong nhà. Sẽ ngăn cản cái dòng chảy của tài lộc, tiền bạc đổ về chiếc ví của các bạn. Nói tóm lại, tuyệt đối không nên nhét quá nhiều thứ vào ví để tránh cái tình trạng ví bị căng phồng. Nếu cần thì các bạn hãy sắm riêng cho mình một cái chiếc túi khác để những cái vật dụng này. Thứ 4, không để tiền lẫn lộn trong ví. Quý vị thân mến, điều này có vẻ nghe có vẻ hơi kỳ lạ, bởi vì nó là cái việc riêng tư của mỗi người, nhưng đây thực tế lại là điều ai ai cũng cần phải chú ý. Sau khi mua được một chiếc ví mới thì đầu tiên các bạn hãy để những đồng tiền có giá trị lớn vào trong ví trước, để chiếc ví làm quen với cái hương vị của tiền, đồng thời giữ tiền được ngay ngắn và sạch sẽ. Hãy giữ thói quen để tiền xếp trong ví theo cái hướng từ thấp đến cao, nên tiêu những đồng tiền cũ bẩn đi và mang về những tiền mới. Khi trả tiền, các bạn nên chú ý lễ độ và đặt phía chính diện của đồng tiền hướng về phía mình, hướng về phía chủ nhân của nó. Quý vị thân mến, bên cạnh những cái vật dụng tuyệt đối không nên để trong ví tiền để tránh hao tán về cái tài lộc, mà cần phải lưu ý một số nguyên tắc dưới đây để chiếc ví của mình trở thành một cái nơi dừng chân lý tưởng của thần tài. Các quy tắc sử dụng ví tiền thuận phong thủy để thu hút tài lộc. 1. Giữ chiếc ví luôn ngăn nắp. Bạn cần luôn chú ý giữ chiếc ví của mình trong tình trạng là sạch sẽ và ngăn nắp. Vì vậy, hãy bắt đầu loại bỏ tất cả những gì không cần thiết ra khỏi chiếc ví tiền của mình. Thủ thuật này cũng áp dụng tương tự khi mà bạn dọn dẹp nhà hay là dọn dẹp cái căn phòng làm việc của mình. Khi bạn làm sạch một khu vực nào đó, tức là bạn đã loại bỏ năng lượng trì trệ, mở rộng diện tích dành cho dòng chảy của năng lượng mới. Thứ hai, không bao giờ để ví trống rỗng. Nên dự trữ một số tiền nhỏ trong ví và không bao giờ tiêu đến số tiền đó. Điều này không những giúp bạn có cảm giác an tâm và tự tin trong mọi tình huống, mà nó còn là cái yếu tố giúp thu hút về tiền bạc, sự thịnh vượng cho bản thân. Một chiếc ví rỗng sẽ làm bạn cảm thấy lạc lõng, thiếu đi cái sự tự tin và có cảm giác là không an toàn, nhất là khi đi ra khỏi nhà. Mặt khác, các bạn nên đặt tiền vào tất cả các ngăn trong ví.
Bởi đặt tiền vào tất cả các ngăn trong ví sẽ giúp cho chiếc ví của bạn luôn trong tình trạng đủ đầy, không bị rỗng ruột. Đừng chỉ đặt tiền ở một ngăn duy nhất mà bỏ tiền vào các ngăn còn lại. Vì khi hết tiền đột ngột, bạn sẽ chẳng còn cái ngăn nào của ngân khố để bù đắp cho. Thứ ba là tôn trọng ví tiền. Nếu mong muốn nhận được cái sự đáp trả tương tự của nó với bạn, thì hãy dành một cái vị trí đặc biệt trong nhà cho chiếc ví và đặt chiếc ví ở chỗ đó mỗi khi bạn trở về. Chiếc ví sẽ nhận được cái sự trân trọng của bạn dành cho nó. Một khi bạn học được cái cách đánh giá cao chiếc ví của mình, thì nó sẽ có xu hướng thu hút tiền đến cho bạn nhiều hơn. Tránh ném ví lung tung trên bàn ăn hay bất cứ cái vị trí nào mà bạn cảm thấy tiện tay, hay hoặc là sàn nhà, nắp bồn cầu v.v. thì cũng nên là kiêng kỵ. 4. Nói không với chiếc ví cũ đã qua sử dụng. Thưa quý vị, không dùng ví đã qua sử dụng vì cái năng lượng của người chủ cũ nằm ở trong ví sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bạn. Khi bạn bắt đầu sử dụng nó, bạn không bao giờ biết cái dòng năng lượng đó là tốt hay xấu. Vì vậy, tốt nhất là các bạn hãy nên mua một chiếc ví mới cho mình để mình sử dụng. 5. Tổ chức và sắp xếp lại ví. Bạn có biết một người có tiền hay là không ấy, chỉ bằng cách là nhìn vào cách họ giữ cái ví tiền của mình. Đối với những người trân trọng và đánh giá cao về tiền bạc, thì họ sắp xếp tiền bạc và các loại giấy tờ một cách là gì? Gọn gàng và cẩn thận. Ngược lại, với những người bị phá sản hoặc là luôn thiếu tiền, sẽ để chiếc ví một cách là vô tổ chức, lộn xộn. Hãy vuốt thẳng và xếp cái tấm cạc visit hay các giấy tờ quan trọng ở vị trí thẳng trước khi đặt chúng vào ví, bởi chúng sẽ ảnh hưởng lớn đến cái mối quan hệ về năng lượng giữa bạn, chiếc ví và tiền bạc. Tốt hơn nên chọn mua một chiếc ví nhiều ngăn để sắp xếp tiền bạc và các giấy tờ ra từng ngăn, tránh lộn xộn không đáng có. Thưa quý vị, sau đây là một số cái vật dụng may mắn bất kỳ mà ai cũng có thể đặt vào trong ví của mình. 6. Đặt một miếng vải đỏ. Quý vị thân mến, theo quan niệm dân gian thì màu đỏ là màu của sự vui vẻ, là màu của may mắn, của không khí lễ hội rộn ràng. Người xưa còn cho rằng chỉ khi những gia đình mà có tin vui thì mới sử dụng cái màu đỏ. Không chỉ thế, màu đỏ còn tượng trưng cho tài sản, chặn hết những cái u uế không sạch sẽ và mang lại cái điểm may, điểm lành cho gia chủ. Thứ 7, đặt cho Phật vào trong ví. Thưa quý vị, từ trước đến giờ thì các cụ vẫn có quan niệm cho Phật có thể bảo hộ cho bạn được bình an, hóa giải những cái điểm xui. Nói chung thì mọi người xem đó là một trong những cái lá bùa hộ mệnh mang theo mình, sẽ gặp toàn những điều may mắn và hanh thông. Thế nên nếu muốn đổi vận thì các bạn có thể đến chùa thỉnh cho Phật để đặt vào trong ví. Thứ 8 là đặt muối và đồng xu. Theo các chuyên gia phong thủy thì cũng khẳng định khi đặt muối và đồng xu vào ví, muối sẽ ăn mòn kim loại. Quá trình chuyển hóa này nó sẽ sinh ra điện tích và cái năng lượng khiến cho chiếc ví bỗng trở thành một cái vũ khí chiêu tài. Thế nên con đường tài vận của các bạn ngày càng được hanh thông và thuận lợi. 9. Để đồng tiền 2 đô la may mắn. Khi muốn thu hút tài lộc cho cái ví tiền của mình, bạn hãy chọn một tờ 2 đô đặt ở trong đó. Không phải tự nhiên mà cái tờ 2 đô la được mệnh danh là đồng tiền may mắn ở trên khắp thế giới. Từ rất lâu ở các nước châu Mỹ, châu Âu, khi mà sắp có một quyết định quan trọng hay là thi đấu thì người ta còn hôn lên tờ 2 đô la để cầu mong sự may mắn về mình. Quý vị thân mến, xã hội ngày nay thì ngày càng phát triển. Vì thế, ngày càng có nhiều người quen với cái hình thức thanh toán qua thẻ ngân hàng hay là các hình thức thanh toán trực tuyến khác. Thế nhưng, đa phần người ta thường cảm thấy không yên tâm nếu mà ra ngoài đường mà không mang theo một chút tiền trong ví. Chính vì thế, chiếc ví vẫn luôn là cái vật dụng quan trọng, không thể thiếu. Các chuyên gia phong thủy đã bật mí rằng, vào cái thời điểm đầu năm ấy, nếu mà các bạn đặt những vật may mắn này trong ví thì có tác dụng là chiêu dụ tài lộc, thu hút tiền bạc vào cái ví của mình. Khi đó cả năm các bạn không cần phải lo lắng về con đường công danh sự nghiệp nữa, làm bất kỳ cái điều gì thì cũng sẽ được thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông, đại cát đại lợi. Thì đó là những vật dụng gì mà lại thần kỳ đến như vậy? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Đầu năm mới để những vật dụng này trong ví, cái năm tài lộc ùn ùn kéo đến. 1. Là vài hạt đậu đỏ. Quý vị thân mến, các chuyên gia phong thủy cho rằng đậu đỏ có cái màu của sự may mắn, cho nên cái việc đặt đậu đỏ ở bên cạnh mình khi mà năm mới vừa đến ấy thì sẽ tượng trưng cho cái sự rước thêm tài lộc vào nhà, đẩy lùi mọi cái xui xẻo và buồn phiền. Chính vì vậy, trong đêm giao thừa thì các bạn hãy lấy vài hạt đậu đỏ cất vào túi với quan niệm là nam là 7 hạt, nữ là 9 hạt. Đậu đỏ sẽ giúp hóa hung thành cát, mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió, tình duyên thì vào ầm ầm, công việc thì đều là thuận lợi. 2. Là phong bao lì xì. Mỗi dịp Tết thì người ta hay tặng nhau cái bao lì xì, cũng vì cái ước muốn dành tặng
cho nhau những cái điều may mắn, những điều tốt đẹp nhất. Bao lì xì chính là những thứ cất giữ những cái may mắn, thành công đó. Chính vì thế, trong đêm giao thừa, các bạn cất giữ cái bao lì xì trong túi của mình trước để mọi may mắn, tiền bạc, sức khỏe sẽ đến với mình đầu tiên. Hãy ghi nhớ những cái mẹo phong thủy đơn giản này vì biết đâu có kiêng có lành. Nếu không thì cũng khiến bản thân các bạn cảm thấy yên tâm và thư thái hơn. 3. Đồng tiền áp tuế. Quý vị thân mến, tiền áp tuế cầu may có ngoại hình giống như là cái một đồng tiền cổ, được làm bằng đồng, có hình dạng ở phía bên ngoài là hình tròn, tượng trưng cho trời. Ở giữa có một lỗ hình vuông nhỏ, tượng trưng cho đất. Tiền áp tuế có hai mặt, một mặt in hình bát quái và một mặt còn lại in hình 12 con giáp. Theo các chuyên gia phong thủy thì cho dù đồng tiền này có giá trị lớn hay là nhỏ, thì một khi chúng ta nhét vào ví thì đều mang lại cái tác dụng chiêu tài, vượng tài và tụ tài. Cái việc này vừa khiến cho cái ví năm mới của các bạn dày lên trông thấy, lại có tác dụng là khiến cho cái vận khí cả năm được tốt đẹp hơn nữa. 4. Là đồng ngoại tệ có mệnh giá lớn. Nhiều người có sở thích là nhét một tờ tiền nước ngoài có mệnh giá lớn vào trong ví của mình. Ngoài việc chủ nhân của nó có thể thích sở hữu, sưu tập ngoại tệ, thì đây cũng là một trong những cái hành động có tác dụng chiêu tài lộc. Đồng thời, theo quan niệm phong thủy, thì cái ngoại tệ có mệnh giá lớn cũng có ý nghĩa là phát tài tứ phương, khiến cho tài vận của các bạn cực kỳ phát đạt. Vì thế, nếu có điều kiện thì các bạn cũng nên để một vài đồng tiền ngoại tệ trong ví tiền của mình. Chắc chắn bạn sẽ nhận ra cái tác dụng của cái việc này ngay trong những ngày đầu năm mới. Quý vị thân mến, ngoài các vật dụng may mắn giúp chiêu tài lộc mà ai cũng có thể mang bên mình, các bạn có thể tùy vào cái cung mệnh, cái ngũ hành của bản thân để chuẩn bị cho mình những vật dụng sau trong ví sẽ giúp các bạn mang lại cái may mắn về tiền bạc. 1. Là mệnh hỏa thì nên mang theo gỗ. Mệnh hỏa là lửa, vì là mộc sinh hỏa, thế nên muốn cho mệnh hỏa được thêm vững chãi, may mắn thì cần phải dùng vật phẩm phong thủy thuộc mệnh mộc là gỗ. Thế nên đây là cái sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai mà mệnh hỏa. Nếu là gỗ lấy từ cây gỗ đang sống là tốt nhất. Khi mua ví mới hay là cái dịp đầu năm hoặc là cuối năm thì mang gỗ trong người là cái sự lựa chọn sáng suốt với những người mệnh hỏa, giúp họ kích thích và vượng vận hơn người. Không nhất thiết là phải miếng gỗ to, các bạn chỉ cần lấy một mảnh gỗ nhỏ hoặc một chiếc lá cây khô hoặc là hoa ép để thay thế cho gỗ đặt vào ví. Nếu có điều kiện hơn một chút thì chúng ta có thể dùng các loại gỗ quý và thơm như là gỗ trầm, gỗ đàn hương v.v. nhằm tăng thêm cái sự may mắn và giúp cho cái ví của các bạn lúc nào cũng có mùi thơm ngập tràn. 2. Người mệnh kim mang theo đất hoặc đồ làm từ gốm. Chúng ta sẽ giải nghĩa của từ người mệnh kim để mọi người cùng dễ hiểu. Kim có nghĩa là kim loại, đúng không? Mệnh kim ở một số nơi thường được biểu hiện là kim loại hay là vàng ấy, bởi nó cao quý và có nhiều công năng. Theo thiên ngũ hành tứ sinh ấy, thì thổ sinh kim, nên là những ai thuộc mệnh kim thì nên mang theo đất, bởi nó tượng trưng là mệnh thổ. Nếu bạn cho đất hoặc là cho một cái món đồ bằng gốm, bằng sứ vào trong ví, thì cái ví của các bạn sẽ giúp cho người mệnh kim có sự thúc đẩy vượng phát về tài lộc, đem lại may mắn và rước tài lộc về nhà cho những người mệnh kim. Bên cạnh đó thì các bạn có thể lựa chọn một ít cát khô sạch cho vào trong một cái túi nhỏ có màu sắc thì tùy chọn, bỏ vào trong ví của mình và mang theo bên người, hoặc cũng có thể là lựa chọn các loại vòng tay bằng gốm nhỏ gọn đẹp mắt cất vào trong ví luân phiên với cái túi muối. 3. Những người mệnh mộc thì mang theo nước hoặc là mang theo muối. Mộc trong ngũ hành thì tượng trưng cho gỗ hoặc là khu rừng. Vì vậy, những người mệnh mộc thì bỏ muối trắng hoặc là nước trắng, tức là gì, kim vào trong ví. Theo thuyết ngũ hành tương sinh, đây là cách làm giúp dưỡng mệnh rất là tốt. Khi ấy, tiền tài và may mắn sẽ tự chui vào ví của bạn. Thường thì mọi người chọn cách là mang theo muối nhiều hơn, vì nước khi làm khô ấy, sẽ mất đi cái tính động. Các bạn có thể lấy một tờ giấy bạc, rồi sau đó gói một ít muối và cho vào bất cứ một ngăn nào của ví. Như vậy, các bạn đã mang trong mình một cái bùa cầu may mắn vô cùng hiệu quả với chiếc ví của mình. Những người mệnh mộc thì không nên để kim loại hoặc là trang sức kim loại ở trong ví, vì cái điều này ấy, thì sẽ vô tình làm khắc chế bản thân. Đó. Thứ tư là những người mệnh thủy thì mang theo bạc. Những vật phẩm phong thủy bằng bạc tượng trưng cho mệnh kim. Vì kim sinh thủy nên sử dụng cái đồ bằng bạc bên người sẽ giúp làm lợi cho những người mệnh thủy. Người mệnh thủy mang theo bạc trong ví hoặc là trong người sẽ may mắn, hanh thông và gặp nhiều cái thuận lợi. Thứ năm là người mệnh thổ nên mang theo bao diêm hoặc bật lửa. Sở dĩ những người mệnh thổ nên mang theo bật lửa hoặc bao diêm trong túi hoặc trong ví của mình ấy, vì theo thuyết ngũ hành tương sinh thì gì, hỏa sinh thổ,
nôm na như là mọi vật bị lửa thiêu ấy, thì đều thấm vào đất và bồi dưỡng cái năng lượng, bồi dưỡng thêm cái chất dinh dưỡng cho đất, làm cho đất thêm được tốt tươi. Không chỉ tăng thêm cái sự may mắn về tiền bạc, vật phẩm này còn giúp tăng cái may mắn về đường tình duyên trong những người mệnh thổ. Các bạn mệnh thổ hãy thử mang bật lửa hoặc là bao diêm trong túi vào những ngày đầu tháng hoặc là đầu năm ấy, và các bạn sẽ cảm thấy cái hiệu quả khác biệt ngay lập tức. Quý vị thân mến, để trở thành một người giàu có và thành công thì các bạn có thể áp dụng các bí quyết sử dụng cái ví tiền để thu hút cái vận may và tài lộc mà tôi đã vừa chia sẻ ở trên. Điều này rất đơn giản và dễ thực hiện, và kết quả của nó mang lại chắc chắn sẽ khiến cho bạn cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.